làm thế nào để dập dịch lần thứ 4. Tình hình đích lần thứ 4 này đến nay 12 tháng 7 năm 2021 khá nguy hiểm. Cụ thể là, thứ nhất, số ca mắc COVID-19 nhiều ngày liên tiếp trên 1.000 ca. Kỷ lục ngày 12 tháng 7 năm 2021 hôm nay số ca lên đến trên 2.300 ca. Thứ hai, số địa phương có ca nhiễm khá lớn, tính từ đầu đợt dịch đến nay đã cần một nửa số tỉnh có ca nhiễm. Không những thế tâm lý của người dân trong một thời gian dài kiểm dịch tốt nên sinh ra khá chủ quan làm số ca cộng đồng khá nhiều. Thứ ba, virus càng ngày càng nhiều biến thể và càng nguy hiểm. Không những thể biểu hiện của các biến thể mới rất khó phát hiện nên càng khó phát hiện và kiểm soát. Thứ tư, tỷ lệ tiêm vaccine của nước ta khá thấp và muốn tiêm nhiều hơn cũng không được vì không đủ vaccine. Chính vì vậy để dập và kiểm soát dịch được lần thứ tư này ta không thể theo cách thông thường được mà cần có biện pháp mạnh hơn thực tế hơn, cụ thể ta có thể chập dịch theo phương pháp top down như sau. Trước tiên ta cần hiểu phương pháp top down nghĩa là gì? Phương pháp top down nghĩa là mình thực hiện phòng chống dịch bằng mọi phương pháp và các phương pháp đều thực hiện dựa theo thứ tự ưu tiên dựa theo cấp độ nguy hiểm từ cao xuống thấp top down. Cụ thể là trường hợp ưu tiên số 1, xét nghiệm và ưu tiên tiêm vaccine cho lực lượng xương sống tuyến đầu là đội ngũ y tế, an ninh, quân đội, cán bộ quản lý, vì đây là lực lượng nòng cốt nếu bị tổn thất cho bị nhiễm dịch sẽ không có lực lượng để triển khai thậm chí còn tạo gánh nặng thêm dẫn đến chiến dịch bị phá sản. Ví dụ một nếu lực lượng y bác sĩ bị nhiễm thì không những các y bác sĩ bị nhiễm đó, không thể phục vụ cứu chữa bệnh nhân mà còn phải cử y bác sĩ khác đến chăm sóc các y bác sĩ bị bệnh đó. Hoặc nếu lực lượng an ninh, quân đội, bị tổn thất cho nhiễm sẽ làm suy giảm lực lượng quản lý, triển khai truy vết, dẫn tới dịch bùng phát trường hợp ưu tiên số 2, ưu tiên xét nghiệm những trường hợp F1, F2, F3, nhiều lần và tiêm vaccine ngay cho đối tượng này khi có thể. Vì đây là những người dễ trở thành bệnh nhân nhiễm COVID nhất. Trường hợp ưu tiên số 3, xét nghiệm và tiêm vaccine cho những người, nhóm người làm việc trong môi trường đông, tiếp xúc mang tính chất đầu nguồn và lớn trước. Ví dụ một những khu chợ lớn cung cấp hàng hóa cho các chợ hoặc cửa hàng tư nhân khác hoặc những công ty hàng chục ngàn người trở lên, những tài xế, phi công vì nếu để những người làm trong môi trường này bị nhiễm thì tốc độ bùng phát rất nhanh cho số lượng người tiếp xúc quá lớn. Trường hợp ưu tiên số 4 là những tiểu thương nhất là những người bán đồ ăn, lương thực, thực phẩm sau đó là những doanh nghiệp nhỏ. Trường hợp, những người làm trong môi trường này mặc dù nếu bị nhiễm khả năng làm tốc độ nhiễm ra cộng đồng thấp hơn các trường hợp trên nhưng vẫn thuộc diện người tiếp xúc nhiều nên cũng đặc biệt ưu tiên. Trường hợp ưu tiên số 5 là các đối tượng còn lại như nông dân, người già tuy nhiên phải ưu tiên người già tiêm vaccine trước vì sức đề kháng của họ yếu hơn so với các đối tượng khác. Trên đây là một số thứ tự ưu tiên tiêm vaccine theo phân cấp mức độ ưu tiên. Hy vọng Việt Nam sẽ xây dựng kế hoạch triển khai tiêm vaccine thật sáng tạo, chi tiết để dập và kiểm soát hoàn toàn đợt dịch thứ tư này.